Đây, bữa nay chị mở cửa trở lại rồi nha. Đây là áo vàng thêu ri băng, thêu bông 3D, bông ở trên ngực ha. Đây là bông dưới tà đây. Đây mình chạy tà áo. Thay vì mình luôn, mình không luôn thì mình chạy tà theo cái nó theo của mình, chạy tự động. Vì cái chị này có tuổi một tí xíu cho nên chị chọn cái quần hơi đậm tương tự với cái bông này. Đây rồi kế bên thì cái hoa nó cũng giống như cái áo màu tím cà đó thì, nhưng mà cái áo này của cái em này trẻ hơn tí cho nên em chọn cái quần màu dâu, màu dâu để phù hợp với cái hoa màu dâu đây. Cái này áo tiệm mình làm được luôn nha, trang trí theo ý của khách được luôn, theo cũng được, theo ri băng cũng nhận luôn, rồi đóng hạt cơm các thứ. Đây đây là vải của khách, chỉ trắng. Ở đây là chỉ xe lai, còn đây là chỉ heo. Trang trang trí áo. Đây là cái máy, cái máy để đóng hạt trang. Còn đây, đây là áo thun. Mà sao chưa ủ nha, cho nên nó còn nhanh. Đây là đóng hạt trang như vậy đây. Mình đóng đơn giản, kiếm nó gọi.